Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 7 tháng 7, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Kính thưa quý vị, đứng trước ngưỡng cửa đại học, khi bâng khuâng trước câu hỏi phải làm gì, chàng thanh niên Nguyễn Hữu Lễ đã băn khoăn trước những sự lựa chọn. Trước những biến loạn của thời cuộc, ông thấy rằng hệ thống chính quyền phải đổi, hệ thống tôn giáo phải đổi. Nhưng đổi như thế nào? Ông nên có sự lựa chọn nào? Linh mục Nguyễn Hữu Lễ ở thời điểm đó là một người đang đi tìm mục đích. Ông đã tự hỏi, mình là ai? Có trách nhiệm gì? Cuối cùng, ông đã nhìn sâu vào con người ông và quyết định đi tu để giải một bài toán xã hội. Ông đi tu với một tư thế nặng đời hơn đạo. Ông đi tu với ý niệm đầu tiên về một linh mục giảng phúc âm ngoài nhà thờ. Khi nhìn thấy cả chính quyền lẫn giáo quyền đều cần phải thay đổi, linh mục Nguyễn Hữu Lễ đã nhấn mạnh vào vấn đề cần thay đổi để tiến dần đến sự chọn lựa cuối cùng của ông. Khác với những linh mục rời xa cuộc đời để đi sâu vào đạo, ông muốn chuyển ngược hướng, đem phúc âm từ nhà thờ đi ra để thay đổi xã hội bên ngoài. Ông vừa thúc đẩy những thay đổi bên trong giáo quyền về hệ thống đạo, vừa tranh đấu bạo lực để đẩy xã hội đến một phương hướng mà ông cho là tốt hơn. Xin mời quý vị lắng nghe sự suy nghĩ và những kết luận về vị thế dấn thân nặng đời hơn đạo của linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Những quan niệm của ông cho rằng cần phải cải cách trong hệ thống tôn giáo và quan trọng hơn, nhận định của ông về vị thế trực tiếp chạm trán giữa hai thế lực vô thần và hữu thần, về cách đổi chiến thuật từ đòn cương sang đòn nhu, từ đòn thù sang đòn bạn của Cộng sản, qua sự quan sát tinh tế của linh mục Nguyễn Hữu Lễ, qua phần 13 phỏng vấn đặc biệt với linh mục Nguyễn Hữu Lễ do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Khi mà cha, nhất là khi mà cha đệ tam, tức là cha vô chủng viện rồi hả? Chưa. À, xong rồi, tức là cha hết, học hết trung học. Hết, bắt đầu rồi có dung gì mà. Vâng, vậy thì những chuyện mà cha vừa mới nói là nhìn thấy quan sát này nọ, tức là khi mà cha vẫn nằm lớp 10, tức là chưa có vô lại chủng viện gì hết. Chưa. Cha có bao giờ nghĩ, lúc đó đã nghĩ đến chuyện đi tu chưa? Chưa. Tôi đi học sau tôi chưa. Học giờ khi mà những cái năm trung học này chúng ta chưa rồi, lúc đó ý niệm của cha là cha làm gì, tức là sau khi mà có ý niệm gì về tương lai mình nhìn như thế nào? Thật sự nói là tôi chưa biết phải làm gì nữa. Hồi đó tôi thật sự tôi chưa biết phải làm gì nữa. Bây giờ, nhưng có biết này này, nhưng có tâm trạng này là nếu mình hỏi tôi thì giải thích cho rõ tâm trạng tôi nói với mình. Tâm trạng của trong truyện Ngũ Ngôn Pháp, con lừa Vi Lan đó là đứng giữa hai bó cỏ, lựa chọn không biết chọn cái nào. Thật sự như tôi nói cho anh chuyện này rồi, với cái tuổi 19-20 mình có bằng tú tài toàn phần rồi đó. Cái thời tôi là thời đó nghe, chứ không phải thời bây giờ. Nó rộng lắm, nó rộng ghê lắm. Cửa tương lai đời mình rộng lắm, cửa nào mình cũng giữ được. Chính vì thế mà sự lựa chọn nó không có được nhất quán. Mình thấy cái này cũng hay, cái kia cũng hay. Nhưng mà ý niệm mà đi tu đó là niềm cuối cùng. Trước đó thì không có cái gì mù mờ hết. Không. Chỉ biết rằng cái hệ thống xã hội phải đổi. Hệ thống về tôn giáo, cái tầng lớp tôn giáo phải có một cái lối sống khác, không thể sống được bây giờ thôi. Tức là trong đầu óc cha có hình dung là cái chuyện đó mình chưa thể là tác nhân, nhưng mà biết là nó phải đổi, cái để về là không. Nhưng mà chưa bao giờ nghĩ là mình là một trong những phần thay đổi về hướng này hướng khác. Đó. Thì tới trường khi mà mình chín chắn rồi đó, suy nghĩ là tôi nói thôi muốn lựa một để tôi muốn có cái thay đổi cái nhìn của người, của dân chúng về vai trò của một vị linh mục đối với người khác nói chung và đối với giáo dân nói riêng. Đó là cái quyết định rất rất là mạnh của tôi. Tức là cái nhìn của cha gần như là nhìn, thay vì nhìn vào chính quyền thì cha nhìn vào giáo quyền. Giáo quyền thay đổi, mà tôi không nói về vấn đề giáo quyền mà thôi, mà tôi dùng cái chữ là người dân một khổ hai trồng. Khổ hai trồng ở nhà quê rõ hơn, ở thành phố thì nó không rõ lắm đâu. Nhà quê thì họ sợ lắm, anh ơi, họ sợ lắm.
Nhưng mà cha nghĩ những cái chuyện mà sai trái như vậy thì nó bắt đầu từ đâu? Tại vì ví dụ như giống như cha nói là học ở đại chủng viện thì người ta chỉ khuyến khích hòa nhập vào con người đó. Thế tức là tất cả những cái điều học đó đều chỉ về một con hướng thiện, nhưng mà tại sao lại có những cái chuyện như vậy thì những con người tốt nghiệp từ những cái phải nói rằng cái ý niệm về xã hội đó là ý niệm riêng tư của tôi, tìm hiểu riêng tư của tôi, không có, tôi không có một cố vấn nào cả, phải nói rõ tôi không có một cái người nào để gọi là một cái người có đi theo cho tôi hết á, không ai mà cái mà hướng dẫn cho tôi về cái mặt chính trị, mặt sâu. Nhưng mà có lẽ cái ảnh hưởng tôi nhất là những cuốn sách tôi tìm hiểu trong cuốn sách á. Giờ tôi nghĩ rằng mình có một cuộc đời thì đóng góp cuộc đời mình cho một cái giá trị gì đáng đóng góp, thì tôi nghĩ rằng cái đáng đóng góp nhất của tôi là mặt xã hội con người, chứ nói rõ luôn á, không phải mặt tôn giáo. Mình nói rõ, chứ rồi mình đừng nghĩ là cha lễ không đi tu cho mấy người nhà thờ không giảng đạo chứ thế, phải đâu, hoàn toàn không. Có thể nói tôi là một người, một linh mục giảng phúc âm ngoài nhà thờ, đúng nghĩa của tôi đó. Tôi là một linh mục giảng đạo ngoài nhà thờ, giảng đạo cho người anh em tôi, cho người sống trong các tôn giáo khác, những người không cùng chung tôn giáo với tôi, những người mà chưa bao giờ biết nhà thờ là gì, nhưng mà họ qua tôi đó, họ thấy gần gũi và họ thấy cái sự mà con đường tôi đi nó có một ý nghĩa đặc biệt cho cái niềm tin của họ. Đó là điều tôi giảng đạo. Tức là cha mượn cái đạo nhưng mà cha đi theo cái khuynh hướng của xã hội. Vâng. Cha vẫn nhìn, cha muốn thực sự cái mong muốn của cha khi mà cha muốn làm linh mục là như thế nào? Tôi muốn dùng cái vị trí xã hội của tôi trong tôn giáo để có ảnh hưởng với chúng, về ảnh hưởng đó để làm đời sống chúng nó bớt khổ hơn, tốt đẹp hơn thì thôi. Tức là nâng cao giai tầng dân chúng lên. Nhưng mà nó vẫn là cái cương vị cá nhân, chứ cha có bao giờ nghĩ là mà mình làm một cái gì để mình thay đổi cái vùng máy chưa, chắc chắn có chứ. Anh đâu biết, tôi biết cái bài nữa mà. Tôi viết bài rất nhiều nha, mà phải nói là ảnh hưởng của tôi trong tôn giáo rất là nhiều. Mặc dù tôi không phải, đây tôi kể một chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà gì mình đã làm rồi thì ai cũng biết, là tôi phải kể luôn. Anh biết khi mà Việt Cộng ấy, ở chiếm miền Nam rồi đó, thì anh biết tôn giáo là gì? Tôn giáo dưới mắt Cộng sản là kẻ thù của đảng. Bao giờ giữa hữu thần với vô thần rồi sao mà sống chung nhau được? Thành ra cái mà nó phải tiêu diệt đầu tiên á là công giáo. Là bởi vì công giáo nó có tổ chức, nó có một cái vị thế, nó có thể nó question, đặt vấn đề về cái cơ cấu của đảng Cộng sản, nó có thực lượng đó. Cho nên cái người đầu tiên mà nó phải diệt á, không phải là những nhóm này nhóm kia đâu. Chính trị thì lúc đó nó còn rời rạc, những cái tôn giáo là cái phải, thành ra đầu tiên nó phải tiêu diệt cái tôn giáo trước. Thì mấy mươi năm mới cho Cộng sản miền Bắc nó gì không có được, phá nhà thờ, phá trường học, phá chuẩn bị, phá hết. Bởi tôi đã thù, tôi đi quan sát mà, phá không được. Nó mới đổi chứng thực, tại cái gì mới đổi chứng thực, không phá được á thì bắt đầu nó chính bàn tay mình, thằng ba những thằng mình nó ủi xe nhà thờ đó. Bây giờ quyết đi xây nhà thờ, thấy ghê không? Xây nhà thờ rồi nó huấn luyện thành một số giáo sĩ đó, thuộc gì gọi là giáo sĩ quốc doanh, tức là đi về phía dưới nó đồng một mặt đó, thì nó cần tiền nó sai thác đó, thì nó đưa những vị giáo sĩ ra hải ngoại để kiếm tiền. Đây là một cái điều mà không ai gì thấy đâu nghe, nhưng tôi thì thấy rất rõ. Tôi thấy con đường rất rõ. Tôi sẽ nói sao, tại sao tôi nói rõ. Tới chừng mà nó thấy cái đó, mà sau một cái bài viết của tôi rồi đó, thì chẳng đứng ông mua đó rồi. Bài viết tôi cái đây có lẽ về năm 1995, tôi viết một cái bài phải nói rằng nó làm rung động một cái hệ thống luôn, rồi đã đến lúc phải chấm dứt một vụ sinh tiền. Ông lợi dụng cái giáo sĩ Việt Nam đó, nó làm thành một cái loại giáo sĩ mà kêu mà đi ra hải ngoại để bộn tiền. Thứ nhất là đánh mất cái giá trị của cái đạo đi, đánh mất cái tinh túy thiêng liêng của ông. Trời ơi, làm sao mà giáo dân mà chịu được cảnh mà ông giám mục mà sau lễ ra đứng trước cửa nhà thờ mà giá nhất tiền thì mặt bạc có ông linh mục qua đi cầm rộn. Cái đó hình thức nó không coi được, không có coi được. Đúng rồi, tôi là ở ngoài ngoài rồi mà không biết. Trở lại cái chuyện mà khi mà Pháp rút khỏi với lại trong đệ nhất đó, mà cha nhìn thấy cái chuyện mà những cái điều mà cha cảm thấy, tuy là nó ở tính cách cá nhân thôi,
là cái chuyện mà cha không bằng lòng về cái hành xử của một số những người khác nữa. Thì lúc đó cha có nghĩ cách nào thay đổi không? Hay là có thấy sự thay đổi nào khi mà Pháp Quốc mà trong cái thời gian của ông nhiệm mà cha nói là chẳng hạn như là linh mục bắt đầu xem vào chính phủ mà cha không đồng ý với cái điểm có lẽ cái thời đó cái dân trí mình còn thấp quá anh ơi. Phải nói rõ dân trí còn thấp, cho nên vấn đề mà sợ uy quyền, sợ cấp lãnh đạo nó vẫn còn in sâu, rất sâu vô cái trình độ dân trí mình lúc đó chưa đủ cái trình độ để mà như thế mình phải có một sự cố gắng nào để thoát ra khỏi cái uy quyền của cái những lớp lãnh đạo ngay cả bên cái đó là cha đang nói với thầy ông cụ Diệm đó phải không? Nó ăn đó thằng Diệm đó ngay cả về phía chính quyền lẫn phía giáo quyền đều không thấy cái đó, không thấy cái đó, không thấy cái đó, không thấy cái phong trào phản kháng trong chuyện như vậy. Và tôi như thế rất là rõ, và tôi nghĩ rằng với cá nhân của mình tôi làm hết sức mình, tôi không dám nói là tôi sẽ làm cái gì lớn lao là không có đâu. Nhưng mà với cá nhân ấy, tôi sẽ cố gắng cải đổi cái chị ở Đức, cái gì bắt đầu bằng số 1 mà.